Bác sĩ ơi, em định đi niềng răng mà thấy xung quanh ai niềng xong cũng bị vàng và xỉ màu. Không biết là niềng xong ai cũng bị xỉ màu vàng như thế ạ? Hãy cùng Thu Cúc TCI tìm hiểu những nguyên nhân khiến cho răng bị ố vàng trong quá trình niềng răng nhé. Trong quá trình niềng răng ấy, thì cái việc vệ sinh răng miệng nó sẽ trở nên rất là khó khăn. Và sau khi ăn xong thì thức ăn hay là những cái mảng bám nó dễ dàng tích tụ ở trên mắc cài, trên dây cung. Và lâu dần thì những cái mảng bám vi khuẩn này nó sẽ tạo thành teo răng, khiến cho răng bị ố vàng. Và để ngăn ngừa cái tình trạng hình thành teo răng mảng bám khiến cho răng bị ố vàng thì mình nên sử dụng bàn chải kẽ hoặc là tăm nước để làm vệ sinh răng hàng ngày sau mỗi lần ăn xong, và cũng nên đi lấy teo răng định kỳ theo cái chỉ định của bác sĩ nhé.